mình mới được đi dạo trên đê quê như thế này đấy. Hưng Yên đúng không? Vùng đất yên bình huyện nhỉ? Đúng rồi đấy Thảo. Mà cậu có để ý là trong suốt quãng hành trình mình đi có một mùi hương rất là nhẹ nhẹ dễ chịu không? Ừ, có chứ, mình ngửi thấy một mùi, có biết đâu đó mùi gì không? Mùi hương của hoa nhãn đấy. Mà nhắc đến hoa nhãn thì cậu có biết hoa nhãn là thành phần của đặc sản nào Hưng Yên không? À, có phải là Hưng Yên rất là nổi tiếng với mật ong hoa nhãn đúng không? Đúng rồi đấy. Mật ong hoa nhãn ở Hưng Yên rất là nổi tiếng và được khắp nơi trên đất nước mình biết đến. Và hôm nay mình sẽ dẫn Thảo đi xem quá trình và công đoạn của khi mà người nông dân tạo lên những giọt mật ong thơm ngon và ngon ngọt này nhé. Ok, let's go. Nhắc tới Hưng Yên, người ta thường nhắc ngay tới nhãn. Nhãn ở đây được trồng gần như ở khắp nơi, trải dài thành những vùng lớn. Vào khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3 dương lịch, mùa hoa nhãn bùng nở, khắp nơi trong không khí chìm đắm trong hương thơm đặc trưng của hoa nhãn. Đặc biệt thời điểm này, khi tới các vườn nhãn, bạn sẽ thấy vô cùng hào hứng khi ngay dưới tán cây, những thùng ong mật đã được di chuyển về xếp thành hàng dài. Xen giữa hương thơm của hoa nhãn là những âm thanh râm ran của đàn ong đang chăm chỉ đi tìm mật. Mật ong hoa nhãn thường chỉ thu hoạch trong khoảng 1 tháng. Mỗi vụ chỉ thu hoạch được từ 3 đến 4 lần. Thời gian để có thể thu hoạch mật ong thường từ 5 đến 7 ngày tùy theo tình hình thời tiết. Trung bình mỗi thùng ong sẽ cho thu từ 3 đến 4 kg mật một lần. Để có thể thu hoạch được mật ong, công đoạn đầu tiên đó chính là lấy các cầu ong ra khỏi thùng. Ong mật nổi tiếng là loại ong hiền hòa, nhưng khi thực hiện công đoạn này, nếu không có kỹ thuật, bạn sẽ rất dễ bị ong đốt. Thảo ơi, trong lúc mình định lấy mật ong thì trời ơi, ong nó đốt mình ở tay và ở đầu đây rồi. Ủa nó sưng vù lên rồi đấy. Không biết là bị ong đốt như này thì sẽ có ảnh hưởng gì không nhỉ? Theo như mình vừa hỏi các bác ấy thì ong mật ở đây có rất nhiều và thực ra là chúng rất là lành. Thế cho nên là chắc chắn là sẽ không làm sao đâu. Ở đây chuyện này cũng khá là bình thường. Có thể với chúng ta đến đây là một trải nghiệm khá là lạ lẫm và khá là đáng nhớ. Nhìn những công đoạn lấy từng những cái xác mật ong ra trông rất là dễ dàng thôi, như các bác làm như thế kia, nhưng mà đến khi mà mình được trải nghiệm, thực sự nó rất là khó khăn với mình. Sau khi các khay ong được lấy ra ngoài, sẽ tới công đoạn quay cầu ong lấy mật. Để thực hiện được công đoạn này, thường khu quay mật sẽ được che chắn bởi những tấm lưới và được đốt khói bên cạnh, tránh ong bay tới nhiều. Theo các thợ nuôi ong cho biết, mật ong đạt tiêu chuẩn có thể thu hoạch phải là những khay mật đã đóng nắp. Khi đó chất lượng mật sẽ đạt cao nhất, lượng nước trong mật cũng giảm xuống tối đa. Mật sẽ sánh, dẻo và thơm mùi hương đặc trưng, không gì có thể thay thế. Khi tiến hành quay mật, người thợ cần trải qua công đoạn cắt nắp mật, cho vào thùng và quay lấy mật. Mỗi công đoạn đều cần đòi hỏi sự tỉ mỉ và dứt khoát của người thực hiện. Có cảm thấy vị ngọt nó rất là thanh không ạ, Phiền? Đúng rồi đấy, vị ngọt của mật ong này nó rất là thanh. Và mình cảm nhận khi mà mình cho vào miệng thì nó tan ra vào rồi à. Mùi hương của thơm, của hương nhãn, vị ngọt mà nó không giống như vị ngọt của đường như mình hay ăn, nó vị ngọt rất là thanh, thơm của mùi xác mật ong ấy. Cháu hỏi là năm nay mình bắt đầu đặt chuồng ong để thu hoạch mật ong từ bao giờ vậy ạ? Từ 15 tháng 2. Thế bao lâu thì mình sẽ bắt đầu thu hoạch mật được một lần ạ? Nếu nắng thời tiết tốt là cứ từ 5 đến 6 ngày là quay mật thì nó mới đủ chất lượng. Nhưng mà quay nó loãng quá thì nó có thể lệ nước nó nhiều, nên là mật nó để nó bị chua. Theo như cháu được biết thì một năm chúng sẽ đưa ong đi lấy mật ở các nơi khác nhau đúng không ạ? Đúng rồi. Cháu có một thắc mắc là không biết tại sao chú lại chọn Hưng Yên làm địa điểm để đặt chuồng ong để lấy mật ạ? Vì cái Hưng Yên của mình đây là cái đặc trưng của cái mật Hưng Yên mình là không có loại mật gì ngon bằng nó. Nó là thơm nên cái hương vị của nhãn của mình là cả thế giới không có. Quả không hoa khi nói mật ong hoa nhãn Hưng Yên là tuyệt vời nhất. Bởi đây là loại mật luôn vàng óng, sánh quyện và thơm ngát mùi hương đặc trưng của hoa nhãn. Cũng có lẽ bởi vùng đất Hưng Yên phù sa màu mỡ đã bồi đắp cho cây nhãn ở nơi đây, nên ngay cả hoa nhãn cũng mang hương thơm đậm đà, quyến rũ hơn các nơi khác. Mật ong hoa nhãn có thể để suốt năm, cũng không xuống màu hoặc làm giảm chất lượng của mật.
Bên cạnh đó, mật ong hoa nhãn Hưng Yên có tính bình, giàu các loại vitamin và dưỡng chất như B1, B2, B6, sắt, kali, magie, rất tốt cho sức khỏe, giá thành ổn định nên được nhiều khách hàng sử dụng. Năm nào tôi cũng mua khoảng 3 đến 40 kg. Như năm nay hạn tớ mua là khoảng 60 kg. Cái mật ong này thì là rất là tốt. Tôi có người từ người Hải Phòng này, người Hà Nội này, trong Ninh Bình này cũng nhờ mua mật ong. Ví dụ như hôm nay tôi mua ở đây, tôi thử ở đây thì tôi thấy mật ong quay lần này lần thứ 2, thứ 3 thì nó sẽ tốt hơn. Ui, mật ong hoa nhãn thì không có cái mùi mật ong nào nó giống được, mà không có một cái màu mật ong nào giống được. Ví dụ tôi đã vào Đà Lạt đây, hiện nay tôi có một cái can mà đựng mật ong của hoa cà phê thì nó màu nó như là màu nước trà tươi thôi. Đấy. Hoặc là mật ong Sú Vẹt, thế. Mật ong Bạc Hà trên Hà Giang tôi cũng biết. Nhưng mà riêng mật ong hoa nhãn ấy, thì nó rất là thơm, cảm nhận là rất khó quên được. Hưng Yên hiện có trên 4.500 hectare nhãn. Cứ đến mỗi vụ hoa nhãn, các vườn nhãn trong tỉnh sẽ thu hút khoảng hơn 10.000 đàn ong mật trên khắp cả nước về hội tụ. Năm nay thời tiết có mưa nhiều, lượng hoa nhãn kém hơn năm ngoái. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm khi thu mật ong của các thợ nuôi ong, chất lượng mật vẫn đảm bảo. Mật ong sau khi thu hoạch được bảo quản cẩn thận, để được lâu, hương vị vẫn giữ được như ban đầu. Giá mật năm nay xuất bán ổn định như những vụ trước, dao động từ 80 đến 90.000 đồng trên 1 kg bán buôn và giá bán lẻ khoảng từ 110.000 đến 120.000 đồng trên 1 kg. Nổi tiếng với chất lượng và hương vị không nơi nào có được, mật ong Hưng Yên hiện đã có mặt trên thị trường nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tôi nuôi ong và nuôi và bán cách đây 30 năm rồi. Và đã bán cả thị trường trong nước và cả nước ngoài. Mật hoa nhãn này thì nó tượng trưng khác hẳn các mật khác, là màu nó phải hơi đậm đậm cánh lá một chút. Đây thì là mật hoa nhãn chính những vụ đây. Với quay vòng 2 vừa rồi qua nhà quay đây. Mật nó sánh và cái độ dẻo của nó dẻo, thơm. Và màu sắc của nó cũng sẽ đậm màu hơn một chút. Đấy, mật hoa nhãn thì bao giờ nó thơm, mát, dịu và nó có độ thanh. Đấy, mà rót thì phải 1,4 cân trên 1 lít thì mới đủ điều kiện là mật ngon nhất được. Có tới Hưng Yên những ngày đầu xuân mới có thể cảm nhận hết được sự khoan khoái, dễ chịu khi chìm đắm trong hương hoa nhãn. Bạn cũng có thể dừng chân xuống nơi đặt chuồng ong để cùng tận mắt chứng kiến những con ong bay đi làm mật như thế nào. Xen giữa những tiếng râm ran của hàng nghìn con ong chăm chỉ là tiếng nói, tiếng cười, là những bước chân hối hả của những người thợ nuôi ong đang thu hoạch mật. Là niềm vui, sự háo hức của những khách hàng được chứng kiến và mua về những giọt mật nguyên chất nhất. Với những ai đến thăm Hưng Yên trong mùa hoa nhãn nở, được trực tiếp trải nghiệm công việc thu hoạch mật, được tự mình nếm thử những giọt mật ong hoa nhãn, chắc chắn sẽ trở thành những kỷ niệm rất khó quên.